thì em không ân oán gì. Rồi thì cơ quan sao đặt hàng cho em vậy? Cơ quan pháp luật đã vào cuộc, đã làm kịp thời và cũng đã minh oan được cho mình rồi, thì em á, là phải cảm ơn rằng á, là rửa được cái nỗi hàm oan cho em, và mong cơ quan pháp luật á, là trừng trị thích đáng những cái người mà tạo ra sự kiện hay là lập ra cái thuyết âm mưu đó, đó để coi như là không biết phục vụ cho cái gì, phục vụ là ghét em về dây cá nhân hay là có cái mưu đồ gì đối với đất nước, hay là có cái việc gì để làm muốn cho đất nước này xáo trộn trong cái cộng đồng xã hội. Nên là thôi anh bây giờ em nói nè, bây giờ trước mặt tất cả quý vị là em ngu dốt thật, nhưng mà một cái đài như vậy trước khi lên sóng phải có bao nhiêu người duyệt, mà lên làm một cái bản tin giống như là quy chụp em là người có tội, rồi sau đó là nói em xúi dục fan, rồi em với thuê cả IT, em không hề biết cái gì hết, phải truy tố em, phải khởi tố em và sắp xếp là phải bắt nhốt em mới hả dạ, cho em nhục cái đã rồi tính sao. Rồi anh nghĩ đi, em đi tù em sống nổi không? Thì thôi hôm nay cũng rõ ràng hết rồi thì thôi em cũng rõ ràng là tại vì em có đủ phước, và rõ ràng là chính em gào em hét á thì các bác mới vô cuộc, có không thiếu như em âm thầm em chết đi rồi có ai tin rằng là em sống sao? Em hận cái mức nào? Thì nãy anh có nói rồi là 100.000 lần cảm ơn quý vị lãnh đạo, đặc biệt là quý vị lãnh đạo của hận bộ lắm công quý an. Vị ơi, quý vị lãnh đạo của bộ công an đã kịp thời vào cuộc để minh oan cho một con người và cũng đem lại là cái sự công bằng cho xã hội. Và làm là nghiêm cái luật pháp của Việt Nam. Nên là thôi bây giờ vậy nè, em cảm ơn gì đó cảm ơn rồi. Bây giờ sẵn em nói luôn đó. Anh biết con người em mạnh mẽ lắm, mà em mất đến nỗi mà em muốn, trời em không biết làm sao để mà em nói được cái tiếng nói của em. Báo chí lên thẳng, một cái VTC lên quy chụp em luôn. Rồi chưa tính những cái âm mưu cái là bắt dơ bắt bẩn em nữa, không cần tới các cấp lãnh đạo cao mà chỉ bắt dơ em là đưa em đi tù rồi. Thì lúc đó anh nghĩ em hận cái mức nào, em sống như thế nào đây? Yên tâm, đất nước còn có luật pháp em. Đất nước mình nói chứ đâu phải. Mai là em kêu em gào, còn biết biết bao nhiêu người vô cuộc. Anh nghĩ là nó ác tới mức nào không? Nó vì sao mà nó qua em đến như vậy? Ví dụ như là một số nhà báo là người ta hai mặt thôi, chứ đâu có phải là tất cả báo chí cũng biết bao nhiêu người tốt. Không, rồi là có một số người xấu thôi, chứ đâu phải là ai cũng xấu. Nhưng mà em nói em tin.